Vâng, xin chào tất cả các bạn và mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn và mọi người những loại thuốc kích rễ dành cho những cây hoa hồng mà bạn nên có để có thể chăm sóc được những cây hoa hồng tốt hơn. Trong những trường hợp nào thì các bạn nên dùng thuốc kích rễ cho cây hoa hồng? Đối với cây hoa hồng thì những cây hoa hồng cành chiết hoặc dâm cành thì đó, chúng ta nên tưới thuốc kích rễ cho bộ rễ, kích thích phát triển mạnh lên. Còn đối với những cây hoa hồng bình thường thì các bạn không nên dùng thuốc kích rễ. Chỉ kích rễ đối với những cây hoa hồng yếu và không phát triển được thì các bạn nên dùng thuốc kích rễ. Và dùng thuốc kích rễ nào cho hợp lý thì đây là một lọ thuốc kích rễ của mình rất đáng mua. Còn đây là một gói Atolix phân bón lá cũng thuộc dạng thuốc kích rễ dành cho cây hoa hồng, khá chi là tốt, kích mầm, kích lá, kích chồi và có thể kích được cả rễ nữa. Đáng lên dùng cho cây hoa hồng. Đây là thành phần và công dụng của nó. Đó. Mình sẽ chỉ dùng hai loại này thôi. Cái lọ đầu tiên đó là dùng rất chi là tốt bởi vì nó hoàn toàn là tự nhiên. Còn gói Atolix này cũng rất chi là tốt, dùng mình đã dùng rất thấy hiệu quả. Còn lọ này, đây là một lọ chỉ có giá trị tầm khoảng 5.000. Mình đã mua về và dùng và đi bị hỏng một loạt cây. Thuốc này nó có phản ứng rất chi là mạnh. Nếu mà mình chỉ cần pha quá liều một chút là cây sẽ bị sốc thuốc và sẽ bị hỏng hết cây. Mình đã bị hỏng một loạt cành chiết do dùng thuốc kích rễ rẻ tiền này. Các bạn nên dùng và mua những loại thuốc kích rễ của những người bán uy tín và có tâm. Tuy chúng ta bỏ nhiều tiền một chút nhưng mà loại thuốc đó nó dùng sẽ hiệu quả hơn. Với nọ siêu kích rễ màu đen kia thì mình mua có giá là 100.000. Còn gói Atolix này mình mua có giá là 8.000. Còn nọ kia chỉ có 5.000. Đó, các bạn nên dùng những loại thuốc uy tín khi mắc một chút nhưng mà sẽ hiệu quả hơn, không nên ham rẻ. Đó, video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn ba loại thuốc kích rễ và những loại thuốc kích rễ nên dùng và không nên dùng. Mình xin chào tất cả các bạn.